Chào Ok. Ember, chào Bọt, chào Sạch. Thì chúc mừng team đã có chiến thắng. Nghe nó công nghiệp đó. Chúc mừng team có chiến thắng với lại team Hlap ha. Thì đến với cái trận đấu mà cặp trận đấu VO3 này á, thì cái game đầu á mình làm chưa được tốt cho lắm, nhưng mà có những cái sự lựa chọn mà bữa nãy Banet nó cũng nói rồi, sự lựa chọn đó là sự lựa chọn tướng tủ của Bò Cam và Ember. Nó hay luôn rồi. Thì không biết là sợ có chuẩn bị trước cái bài này hay không, hay là hứng lên cái đem vô luôn. Thì như mà em đã nói với anh ba rồi, đó là khi tôi đã nói với lại anh MC đây, thì tôi nói là cái team đua đà trước giờ không có chiến thuật gì hết, có sao chơi vậy. Lúc mà nó bích con Garena, tôi hỏi anh bơ giờ em bích con gì mà em chơi mà giết nó hoài luôn. Bơ kêu là bích con Riven cho em thì bích thôi, chứ không có chiến thuật bài dở gì ở đây hết trơn á. Tụi tôi là chơi hoang dã, À, giờ lại vậy, tiếp tục là chiến thuật hoang dã. đúng rồi. Rồi vậy thì Amber nè, Amber có chia sẻ về gọi gì cái quân bài Revenge đó không? Nó không, trước trước khi Amber đi thì hỏi thằng Bọt đi. Đó, ví dụ như là thằng Amber nó sử dụng cái quân bài Revenge đó đó, Amber sử dụng quân bài Revenge đó thì là Bọt có gặp khó khăn trong cái cách triển khai đi rừng không? Hay là như thế nào đó không? Thấy cũng bình thường ở bên đó là em lo được. À, là em bỏ nó luôn, nó vẫn lo được. Đúng rồi, nó kêu là anh coi cái farm đi, em gánh. À, còn bơ thì sao? Bơ thì là suy nghĩ gì về cái quân bài đó? Em hôm qua xem trận LPL thì đội Trung Quốc đánh con Riven với Garena thì hai hai em chơi luôn. Ủa, em có đánh à? Có, Ờ, LPL có. em một trận rồi thấy tao quýnh hai quốc luôn, tụi tôi vậy đó. Tôi chơi vậy đó. Ở vậy ví dụ như đi, em không sợ là trận này em tự tin em đánh cái con bo 100 của em đánh như vậy là con Revenge, rồi em đánh cái kèo gọi là em đánh không được thì sợ nó lại chửi em rồi em lại khóc nữa, thì em không sợ cái điều đó Ê, không có khóc nha. Không hả? à? Em không sợ đúng không? Không sợ nha. Tại hôm nay em tự tin win à. À, Em không sợ. nhưng mà bây giờ là bây giờ sẵn có em ở đây, có sợ ở đây thì mình ba mặt một lời, thì có phải là đợt trước là thằng sợ nó lớn tiếng với em làm em khóc đúng không? Em có sợ sợ không? Em có sợ sợ Nhưng mà tôi nghĩ là cái câu này là nó hơi bị nhạy cảm, mình không có nên nói khóc khóc gì ở đây, lúc phỏng vấn À, là không có khóc được. có bị tâm lý bất ổn hay không? Đó kiểu vậy. À đó, vậy thì được. Sẵn hai À, thầy lúc trò ý đây. Hai thầy trò đây, thầy trò chia sẻ luôn đi. lúc đấy kiểu team thua mấy trận kia nên hơi tinh thần với tâm lý hơi nặng tí Vỡ anh. vỡ hòa vỡ Đúng rồi, mới nó vỡ hòa thôi chứ đâu có hòa đó anh hỏi đúng em đó. Bây giờ thì ví dụ như đây, bây giờ hai người có thể mà thể hiện một cái gọi là một cái gì đó để cho mọi người ở đây thấy là hai người vẫn là đang rất là hòa thuận với nhau chứ không phải là gọi là cặp mặt nhau ngoài được không, kiểu Cái như gì? là đứng lên bắt tay hay là ôm nhau một cái Ôm gì đó. bắt tay. Ôm nhau cái. Đâu mà có cạch mặt hay gì đâu, vẫn công việc là công việc, ngoài vẫn chơi mà. Mà tôi thấy là anh hơi hỏi những cái câu mà nó hơi chia rẽ nội bộ anh em bên tôi lắm. Không, tại vì tôi đang ở đây cũng rất là nhiều người đang muốn biết được là cái không khí của cả đội như thế nào khi mà Ember cũng đã một mùa đi chung với anh này đúng không? Ember cũng đã một Trời, đúng rồi. mùa mùa đi chung với anh rồi, và Ember cũng tâm lý của Ember khi mà làm việc với lại anh một mùa rồi đó, thì sau cái mùa đó thì CL tiến tụt của nó cũng dẫn đi Ember đi khám thì thấy thần kinh nó hơi có vấn đề một xíu, có hơi cứ Đi lan khám man hồi một nào? Tôi thấy có đi khám hồi nào đâu ta? xíu. Có, nói chung là có. Có Ủa cái thông tin ở đâu mà anh đâu. có được vậy? Cho tôi hỏi cái thông tin đó ở đâu vậy anh? Tôi nghe tiếng tụt nó nói, tiếng tụt nó nói À, tiếng tụt nói à. À thì nói cũng nói thật, thật ra thì tôi á, thì hơi đặt kỳ vọng vô bơ rất là nhiều, tại vì bơ là tôi là người giữ lại, tôi giữ lại và đặt hết niềm hy vọng vô đó. Thành ra lúc mà bơ mà kiểu nó hơi mà chỉnh mãn hay là nó hơi mà kiểu mà đuối á là tôi phải áp lực nó lên nhiều hơn, thì không ngờ tôi áp lực nhiều vậy đó thì nó hơi bị phản tác dụng, nên ra bây giờ tôi cho nó hoang dã luôn, nó muốn làm gì cũng được á, tôi cho nó chơi gì nó chơi.
Rồi bơ khi mà nghe được cái gọi là cái sự chia sẻ tâm sự của huấn luyện viên trưởng của mình đó thì có cảm thấy gọi là tự tin hơn không? Là Có huấn luyện viên đang đặt kỳ vọng với em rất là nhiều luôn. tự tin anh nha. Có tự tin ha. Là anh Lộc là đang kỳ vọng là gì là Lộc đang kỳ vọng như em bơ là Mai Dương thứ hai ở đường trên đúng không? Bơ thì chắc là cũng thích phong cách của Gia Rót nha. Em thích phong cách đờ sai nhé. À đời sai à, thì đời sai là dây gót đó em. Hai phong cách y chang đó em, chứ có con mẹ gì khác được. Không không tại em thấy đề sai hàng hiệu hơn rốt này. À vậy hả, còn vậy thôi bây giờ chuyển qua bên cái vấn đề của sport xíu thì sport mùa này cũng là anh tuyển đúng không? Đó thì anh có đặt kỳ vọng gì cho thằng sport nhiều không, anh có áp lực cho bot không hay là anh Không, có sport là trước giờ nó vậy, thành ra tôi không cần áp lực gì cho nó hết trơn á. tại vì tôi nghe có một vài thông tin là À lại nghe nữa à? tôi lại nghe có một vài thông tin là sport có nhiều khi mà gọi là anh nhiều khi anh áp lực quá, giống như kiểu anh kêu nó chen nhiều quá thì nó lại chửi anh chen thì chen hoài hay là gì đó chẳng hạn. Thì anh có bị áp lực khi mà gọi là khi bóp bước vào cái team Tôi không biết là anh nghe mấy thông tin này ở đâu, mà của trước giờ Sport về đây là lúc nào chúng tôi chen cũng nhiều mà số nó không có nói gì hết trơn á, nó còn khoái nữa. rồi ok bây giờ là mình chuyển sang sport xíu ha. Thì sport cũng nghỉ thi đấu giải cũng khá là lâu rồi, bây giờ quay trở lại thì bot có cảm thấy gọi là bỡ ngỡ không? Nó cũng anh cũng thấy vậy. là cái game đầu tiên mà em được xuất quân cho team SE thì anh thấy em cũng hơi bị khớp một xíu đúng không? Có một cái cảm xúc gì đó khớp không? Em đầu tiên do em là em tâm lý quá nên là đồng đội hay khó chơi, em hai em ăn giả nên là em dễ chơi. Vậy là sau cái game đầu đó là em bắt đầu em tự tin hơn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái phong cách của em hình như là anh có nghe sợ kêu em là Mai Dương đường rừng đó, thì cái phong cách đó là như thế nào nhỉ? Là rất nhiều Mai Dương á. Team mình rất là nhiều Mai Dương. Là kiểu gặp gần cái đâu là đến là đón à, vẫn là thôi, quen nó vậy đón hả? rồi. Đúng rồi. Cái phong cách của sợ nó lạ quá Tôi là vậy đó, giờ tôi thích là chơi đến là đón thôi, rồi tôi không quan trọng là thằng nào hết trơn á. Bây giờ thấy gì mình ngồi mình cứ suy nghĩ là thằng này làm cái này làm cái kia thì nó bị mất công, mà nó làm cho tinh thần của mình nó kiểu mà nó không có thoải mái, rồi nó làm cho mình bị sợ đó. Bây giờ tôi đổi thành luôn, tôi đổi luôn. Bây giờ ai là quốc gặp được là quốc thôi. Rồi vậy bây giờ thì nói về cái gọi là cái trận đấu một xíu vậy ha. Thì sau cái trận thua đầu tiên với lại team FLAP á, thì cái lý do mình thua team FLAP trận đầu là như thế nào nhỉ? Tôi khi mà tôi Do thấy là khi mà tôi thấy là gọi là cái cách vận hành con Revenge cũng là khá là tốt rồi, khá là nuột nà rồi, nhưng mà vẫn có những cái chệch chọt ở trong đó, thì lý do chính dẫn đến trận thua là ở đâu nhỉ? mấy là do là tay mình thiếu thiếu chủ động quá, Kiểu thiếu quyết đoán thiếu ấy. quyết đoán quá nên là Kiểu có pha mít em kêu đánh được mà. Người kêu luôn lười luôn quá bài luôn. lười quá. Nói chung thì game 1 là tôi chưa đủ hoang dã. À Bắt đầu game 2 là hoang dã đủ lên, là lên full hoang dã rồi là bắt đầu tôi đánh khác. chưa Đó. đủ ăn giả Đúng rồi. Game đầu ừ. tôi đua đánh hơi thành thị quá. Chưa nó hoang cũng hoang dã được. Nó hiện đại quá. Rồi các con ví dụ như mọi người đánh giá là khi mà gọi là Vinboy là lần thứ hai Vinboy gọi là ra trận đúng không, thì mọi người đánh giá là Đúng rồi. Vinboy là có được đạt được cái gọi là kỳ vọng của mọi người hơn không? Các thành viên nói trước đi nha. Ember với lại bọn nói trước đi nha. Nè dưới nè. Dưới vậy Em thấy cũng một phần do gặp team Flash game 1 nó tâm lý. à nó tâm lý à, là sợ gặp Tâm lý đúng rồi. À không, nó không phải sợ gặp Slayer, là kiểu đánh sợ sợ. Kiểu như là cứ sợ mình sai hay là cái gì đấy. Còn game 2, game 3 đánh không lã thì anh biết rồi đấy. à lại Đúng còn bọn thì sao, bọn đánh giá Vinboy sao trong cái cặp trận đấu này?
đánh giá nó đánh nó thiếu tự tin thôi, không là nó cũng cho tem bạn vỡ hòa hả? À vậy hả? nó hơi thiếu thiếu tự tin. Ôi cảm ơn Tí Voi nha. Ừ. Chúc mừng team xe nhé. Nhớ sao kê nhé. Tôi vừa mới nhận được là 500 đô đến từ Tí Voi, thì Tí Voi có hứa là khi mà lọt kèo thì Tí Voi sẽ thưởng cho team là 500 đô, mỗi người là 100. Nhưng mà thì mấy anh chị có nghĩ là 500 đô này là mấy anh chị chia cho 5 người hay không, hay là cùng nhau cả team mình cùng hưởng cái 500 đô đó, cái nó cũng như là thành quả của cả team. Chúng mình sao cũng được, tôi bình thường mà, tôi khán giả mà. À, không có anh á. Quan trọng là cái số tiền đó có chuyển về bên đây được không thôi, tôi sợ nó không chuyển tới đây chứ. Không, tôi nói là tôi đang nói là không có anh ở trong đó đó, tại vì 5 người đánh chung. À không, không có tôi cũng được, cũng sao hết trơn, không có tôi cũng được. Tôi chỉ sợ nó không qua tới đây thôi. Rồi, để còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Rồi, câu hỏi tiếp theo đi. Là chuẩn bị cho cái SEA Games sắp tới. Đó, gặp Nga. Chọn Nga mà đúng không? Chọn Nga mà đúng không? Mình đúng rồi, chọn Nga rồi. À, mình lộ là chọn Nga mà đúng không? Được. Đúng rồi. Thì team của mình thì hình như là chỉ có được Celeste với lại Balete là đã từng đánh những cặp trận BO5 với lại hàng DNK. Đó, thì đã từng đánh những cặp trận BO5 thôi. Sớm đánh rồi mà. Bọn đánh chưa ta? Em đánh rồi. À, rồi. Ủa nhớ hạng tư mà. Tôi vậy. Nhớ cái mùa hạng bọn nó đánh hạng 5, hạng 6. Hạng 2. À có vậy. Một có một mùa hạng 2. Cái mùa mà Evos vô địch thì phải. Đúng rồi, mùa đó. Evos vô địch á. 2018 á. Là xong cái mùa đó là em phá team luôn đúng không? Ủa không phải, em out team. Anh nói gì vậy? Ủa? Rồi thì nếu như mà gọi là mình đã chuẩn bị gì cho cái gọi là cái mùa SEA Games này kia nhỉ? Hay là vẫn là cứ là quan giả thôi? Em như hôm bữa tôi đã nói với anh rồi đó, bây giờ quan trọng cho tôi là không có chuẩn bị bài vở. Tại sao? Tại giờ chuẩn bị bài vở á thì quá nhiều bài vở rồi. Thành ra tôi chơi cái bài cơ bản nhất là cứ hoang dã mà chơi thôi. Vậy là tuần này là mình sẽ gặp nhau hai lần à? Đúng rồi. Tuần sau là mình sẽ gặp nhau hai lần. Một lần ở trong VCS, ở bên kia. Đó rồi. Vậy thì bây giờ nè, team mình có hai rừng và hai AD. Thì SEA Games thì chắc chắn là Select được đánh rồi đúng không? Còn, cái đó là cái tôi đang lo ngại chứ không biết có đổi được không ta. Đổi luôn à? Tôi cũng đang muốn là kiểu là vô layup là đổi AD đó, không biết là được đổi không ta. Vậy thì tôi có một cái gọi là một cái ý tưởng này cho anh ha. Tôi có một ý tưởng này cho anh. Đó là ví dụ đi. Như đợt vừa rồi là Gen Z có một thành viên bị Covid không được tham gia nữa. Không được tham gia cho nên được thay thế một người AD khác lên ở từ team B lên. Thì anh có suy nghĩ là tới việc mà gọi là quăng thằng Celeste đi cách ly luôn không? Quan trọng là bây giờ làm sao cho ban tổ chức người ta chịu là cho Vinboy đánh luôn nè. Thì anh quăng nó vô khu cách ly luôn. Thì anh báo là team anh không có AD. Đó thì anh mới được phép chuyển một người AD lên là chuyển Vinboy lên. Thì cái đó là cũng là một cách. Cái đó cũng là một cách. Thì anh có suy nghĩ về cách đó không? Tôi thấy cái đó cũng ok đó. Nhưng mà bây giờ nó khỏe lại rồi. Nó khỏe lại rồi. Còn rừng thì sao? Rừng thì anh nghĩ là DNK có khả năng quay trở lại không? Hay là vẫn là support? Support thì đang làm khá là tốt rồi. Hiện tại bây giờ là cộng đồng mạng là support e-bot không? Toàn là support e-bot không à? Đó. Thì nói chung thì rừng bây giờ tôi nghĩ là quan trọng là support đang làm tốt, vẫn để support làm thôi. Chứ sao mà support làm tốt để DNK được? Đó khi nào mà Seabot nó kiểu mà nó đuối hay gì đó thì mới đầu quăng DNK vô để thay đổi không khí thôi. Rồi Seabot mà nó lấy lại phong độ ổn định lại thì quăng vô lại. Nó cũng đơn giản thôi. Tại tôi nghĩ là cái độ hoang dã của DNK nó cũng chưa có được mà đạt đỉnh như Seabot á. Nó chưa được cái độ hoang dã của Seabot đạt đỉnh quá rồi. Nó chưa phi tai được giống như Seabot đúng không? Đúng rồi. Tại vì tôi thấy đầu trước thằng DNK nó cũng quan giả mà nó đầu đá với đầu cốc này là cái thứ tương hết cho nên tôi nghĩ nó cũng có đủ độ quan giả đó, nhưng mà nhiều khi anh chơi nó lại càng ngày nó càng lớn hay sao á, xong rồi càng ngày nó càng kiểu nó chậm tính lại, nó trưởng thành, nó trưởng lại. Đúng rồi, trưởng thành. À
Vậy nói vậy khác gì cho thằng Khải dự bị á, thấy không? Mọi người thấy không? Tôi nói cho thằng Khải dự bị luôn á thì mọi người lại 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 ơi sao cái à. Đó. Tôi không để Khải dự bị rồi nha. À, vẫn cho đánh. Đó, nhưng mà đợi sự bóp gãy thì sẽ cho đánh. Đúng rồi. Ừ. Vậy thì tinh thần hay ha, ví dụ như là tình cảm của hai đứa là sự bóp là đen ca vẫn bình thường rồi đúng không? Trong đội vẫn bình thường. Bình thường. Vẫn anh em ôm nhau các kiểu bình thường. À, vẫn ôm nhau. Mà sau mấy trận này tôi hỏi anh là sau mấy trận này anh cảm nhận cái team của SE như thế nào? Theo cảm nhận của anh. Ờ, theo cảm nhận riêng của tôi đúng không? Thì đúng rồi. Team mình rất là biết tạo điểm nhấn. Ừ. Tạo điểm nhấn, ok. Từ cái tính quan giả cho tới những pha xử lý cũng khá là điểm nhấn của 2T. Ờ, tôi không hiểu. Ừ, cho tôi hỏi là cái 2T nó có một cái tài khoản TikTok hay là một cái gì đó không? Mà tôi thấy trận nào nó cũng có ít nhất là 1 tới 2 pha điểm nhấn nha. 2T nó khoái coi TikTok lắm. Ừ. Khoái lên TikTok. Ừ, nhưng mà bây giờ cho tôi hỏi thêm về cái vấn đề đó không? Là một cái pha xử lý đó của 2T á, là khi mà 2T đu cái e vô người của cái con xi lát này đúng không? Nó bay được một đoạn rồi thì nó có biết được là nó phải nhấn lát đi về không, hay là vô tình nó phát hiện ra như vậy thôi? Có, biết mà. À, nó tại biết. Nó biết thằng kia, tại lúc mà nó e vô thằng kia ta le mất tiêu là nó la lên liền mà kêu má lát luôn. À vậy. Má một cái là lát luôn đó. Nó kêu má một cái là lát liền đó. tôi bây giờ này, nếu mà gọi là để tôi đánh giá team của mình hiện tại bây giờ á thì ok, độ quan giả có, tự tin có, nhưng mà team mình cũng còn đang có những cái mà là tôi cảm thấy nó sao sao á anh. À, anh chê team đúng không? Ý là anh vẫn chê đúng không? Nó thực sự là mày nói là nó cũng còn khá là mạo hiểm chứ nó chưa phải gọi là quá chắc chắn. Để mình có thể mà gọi là khi mà mình vô trận cái mình thấy một hai pha mình có lợi thế cái là mình thắng luôn. Đó. Đúng rồi. Ừ. Thì mọi người ở đây có tự cảm giác như vậy không nhỉ? Giống như Amber với lại Bọt nè. Cái đó là do kiểu giống như là năm người mình chưa vận hành tốt cái gọi là cái lợi thế ban đầu mình có thể tự tạo ra được. Không, nếu mà tính như vậy gọi là cái tự tạo ra lợi thế giai đoạn đầu thì mọi người đang làm khá là tốt. Nhưng mà về cái giai đoạn mà gọi là giữa game á thì cái cách vận hành của mọi người nó đang hơi bị hình như chưa thiếu thiếu tinh tế hơn xíu đúng không? Chưa đủ mắt tinh cho lắm. Ý anh ba đó là tụi em di chuyển gà. Không, nhưng mà đó cũng là một trong những cái quan giả của team. Thì Nói chung thì thật ra thì cái vấn đề mà team mình bị mấy cái vấn đề ngoài mid á, thì bản thân mà mình coi giải hay là coi MC người ta, coi mấy người bình luận viên người ta bình luận á, thì thật ra là cũng có thấy là cái lợi thế mà team mình á nắm không có chắc. Khi mình có lợi thế là mình không có giữ nó chắc, là kiểu mình quýnh nó kỹ. Là do một phần là mình xử lý nó còn hơi hướng cá nhân hơi nhiều. Đó, nó làm cho cái vận hành của mình nó không có đều. Và thứ hai là cái bách về á, cái bê về á, là lúc mà người này cần bách về người kia mà không cần bách về là nó không có đều. Thành ra là khi mà có người bách về ẩu một cái thôi là mình sẽ bị mất lợi thế, mà cái đẩy đường làm cho mấy lane khác nó bị khó chơi. À. Đó. Thì cái đó cái đang khắc phục. Nhưng mà mình vẫn phải có một cái gì đó nó hoang dã tí và nó kiểu nó hơi hướng là cá nhân. Một tí lại để dạ. Nó bù qua bù lại, nó phải bù qua bù lại. Rồi ok. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ ví dụ đi. Tuần này mình gặp Gam ở VCS thì mình có tự tin hay không? Tại vì hiện tại bây giờ mình đang có cái số điểm là 2 năm ha, là vẫn chưa chắc chắn là ở trong cái gì 2 năm 24 thôi 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 rồi đó, rồi xong rồi đó. Tôi nghĩ phỏng vấn được không anh ơi? Tôi nghĩ phỏng vấn được không? Tôi làm thế nào anh ba kêu là mốt thua á. Tôi làm là 24. Tôi làm là 24 thì nếu như mà để có khả năng góp mặt vô top 4 á thì phải thắng Gam và thắng khá là nhiều trận ở giai đoạn lượt về á. Thì bây giờ mình nói trước khi gặp Gam, mình có thật sự tự tin là khi mình đánh với lại Gam không? Vậy mình còn mình thật ra thì mình cũng không còn gì để mất hết trơn á. Còn nhiều chứ, còn cái mất chứ, mất gì nữa. bây giờ là mình là 24 là mình hạng 7. Ừ. Người ta là hạng nhất. Ừ. Người ta là 5 điểm, ta hạng nhất, còn mình là hạng 7. Ừ. Thì cái tâm lý của mình nó nhẹ hơn tâm lý của người ta. Là ừ. Ta là tại sao lại nói như vậy? Là Gam gặp mình 3 trận, đều thua mình 3 trận, được. Đúng chưa? Được. Thì tới cái trận tiếp theo này Gam nó phải
buộc phải kiểu là quýnh chắc đó, quýnh chắc để ăn, để thắng mình. Còn bên mình lỡ mà có thua thì mình cũng không có tiếc, tại vì mình cũng đã thắng game rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái đó là cái nói về tâm lý thi đấu thôi. Nhưng mà vô game vẫn khác chứ, vô game thì mình vẫn phải chắc cái nào mình chắc chứ. Nhưng mà cái tự tin là mình tự tin hơn, tại mình thắng người ta. Giống như bây giờ team mình gặp Phong Vũ đi, thì cái tự tin của mình sẽ không bằng ở lộn tụi SGB đi, thì mình tự tin sẽ không bằng tụi nó rồi. Tụi nó thắng mình 3 trận. Cái đó hình như là anh không tự tin trước lại Ren chứ, anh phải hỏi tiến cũ. Tôi trước giờ không ai mà tôi không tự tin hết trơn, gặp thằng nào tôi không tự tin hết trơn á. À, vậy bây giờ là tuyển thủ là mình là vẫn tự tin khi mà đó đối đầu với lại SGB chứ nhờ, vẫn có sự tự tin chứ, có à. Có anh thấy bọt cũng hơi chùn hai trong mặt là mình vẫn rất là tự tin khi mà gặp SGB đúng không? Đúng rồi vẫn phải tự tin chứ. Tin với tập pin mà Dạ. Nghe đó thì tôi thấy là Mr. Bọt nhiều hơn là Mr. Bean á. Cầm con u địch Mr. Bọt nhiều hơn là Mr. Bean á. Rồi, bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà gọi là rừng luôn đi. Thì Levi nha. Levi là một cái thằng rừng mà khá là đa dạng. Còn Sì Bọt hiện tại bây giờ đó, thì mọi người đang nói là Sì Bọt là chỉ là bôi hai cha Lee Sin với lại Viego đó. Đúng rồi. Thì cũng khá là nhiều đội đang nhắm tới Sport rất là nhiều trong cái phần ban bích đúng không? Là ban Lee Sin với lại ban Viego thì bọt chỉ còn có Zavan. Thì để đối đầu với lại một cái thằng mà gọi là điếm đàn giống như Levi và gọi là đánh rất là nhiều game, thì em có nghĩ là trận đó trận, mấy cái trận tiếp theo mình gặp bên game thì Levi sẽ đưa ra những cái quân bài khắc chế những con tướng mà em đang có hay không? Nghĩ là không, nghĩ là Levi chắc là thương em mà. Levi thương thả em. Chắc thả Lee Sin với Vigo cho em. À, thả Lee Sin với lại Vigo cho em. Thật ra thì tôi có cái suy nghĩ vậy nè. Tại sao bên Gam không thả? Là nếu bây giờ tôi hỏi anh nha, nếu anh là Levi, anh có ban không? Nếu như là tôi á không? Đúng rồi. Nếu như là tôi thì nếu như là Levi mà khoảng 1-2 năm trước thì tôi nghĩ là nó sẽ không ban. Tại vì nó sẽ cái khả năng nó muốn chứng minh là nó là cái thằng đi rừng mà gọi là số 1 nhiều hơn. Còn bây giờ ý anh nói là Levi bây giờ là đang sợ hả? Nó đang trưởng thành, hả? Không phải, nó đang trưởng thành và nó muốn nó sẽ làm mọi cách để cho nó team nó thắng. Nó cho dù nó có phải gọi là hạ mình xuống đi một chút xíu đi chăng nữa thì tôi nghĩ nó cũng sẽ có một cái chút gì đó là theo thiên hướng gọi là dịu đi như hơn hồi xưa. Đó, nó sẽ trưởng thành hơn. Tại vì bây giờ nó là captain rồi. Bây giờ team của nó là cũng là những người trẻ cũng khá là nhiều, cho nên nó là điểm trụ cột đó, thì tôi nghĩ là nó sẽ như vậy. Thì ví dụ như lỡ nó như vậy đi thì bên anh có ấy ấy được không? Nói chung nếu thật sự mà bên Levi mà ban Lee Sin và Vigo với Sibok á, thì tôi nói cái trận đó nó quá đơn giản. Nói thiệt trận đó nó quá đơn giản. Tại giờ Sibok đâu quýnh, nó phải quýnh hai con đó không đâu, mà tại vì người ta thả cho mình chơi thì mình phải chơi thôi. Nhưng mà Sibok quýnh rất là nhiều rừng. Ví dụ đó. Ví dụ. Nhưng mà tôi Javan hay Karim? Javan hay Karim nè. Diana nè. Quá trời tướng luôn. Nói chứ là Levi đừng ban của em nha. Nhiều khi tôi quýnh cùng Riven đi đi rừng luôn. À có Riven đi rừng luôn à. Riven đi rừng được. Tính ra cũng đa dạng nha. Tính ra cũng hơi Riven. Đa dạng đó. Tôi chưa muốn cầm Riven đi rừng thôi. Nếu mà Gam mà có được xem cái phỏng vấn này thì tôi nghĩ là phải chuẩn bị bài với Riven đi rừng của bên tôi. Đó. Tại rất là nhiều con. Nói chung là tôi cũng thấy là cái trận tay rét vừa rồi với lại bên Gam á, thì có vẻ như là Gam cũng đang thử nghiệm một cái đội hình gì đó và bỏ đường dưới, bỏ đường dưới và nhắm vô cái đường trên với lại đường giữa của mình khá là nhiều đó, thì là để cho style tự chơi. Thì ví dụ như trận đó thì Ember đánh đối đầu với lại Kiaya, thì Ember đánh giá là cái kèo đó ví dụ như là bị áp lực nhiều quá thì em có bị kiểu như bị sợ hay là bị thọt hơn so với lại Kiaya không? Cái kèo đấy thì không anh ấy. Tại vì xác định biết kèo đấy là thua tầm
20-30 lính nhưng mà tầm giữa không, của mình ý là sắp tới đánh với lại kia ra á. À sắp tới ờ, tại vì cái lối chơi của bên GAM là cái lối chơi mà gọi là khai thác khá là triệt để, nếu như một sai lầm của em bên trên top cũng có thể gọi là khai thác chết em bên trên top luôn. Thì ví dụ như em vô một cái trường hợp như thế thì em sẽ đánh như thế nào? Bây giờ tôi nói quan trọng nhất là bây giờ hết GAM muốn chơi 22 tôi đánh 22, muốn 33 là tôi 33. Còn hết ba thằng về hàng ngang ra luôn thì về hàng ngang ra luôn 1-1. Ngày ngày hết trơn á. Là Spot với lại Libby 4-1-1. Chia gia với lại thằng Thơ 4-1 và Chí với lại KT 4-1-1. Họ mấy người là tôi đuôi mấy người vậy thôi. À chơi là chơi khô máu đúng không? Chơi khô máu rồi tôi hoang dã chơi khô máu hết. Sợ ai hết á. Ok, vậy thì lời cuối thì tôi không biết là tại vì bây giờ tôi cũng không còn gì để hỏi nữa, tại vì tụi anh hỏi xong cái tụi anh cứ là quan giả rồi đéo không cần gì để hỏi nữa. Đây anh hỏi, tôi thấy anh hỏi hơi vô cái chiến thuật của tụi tôi hơi nhiều á. À vậy à. Anh Gam cả anh vô đây hả? Gam cả anh vô đây hỏi tụi tôi hả? Đời bỏ đâu thì tôi hỏi theo gọi là chuyên môn thôi. Ừ, còn một cái vấn đề nữa thì anh nói là Ember là anh kỳ vọng Ember rất là nhiều. Vậy thì cái vị trí của Simon ở trong team á nó là như nào anh nhỉ? Thì Simon thật ra thì cũng sẽ là người mà đánh mà kiểu có thể là cạnh tranh với lại Ember, nhưng mà hiện tại Simon nó chưa có đủ mà sức. À chưa đó, đủ. Nên thành ra thì mình phải dành cho nó chen rất là nhiều cho nó luyện. Rồi khi mà thấy cảm thấy đủ nó cạnh tranh được thì bắt đầu tôi mới suy nghĩ tới. Nhưng mà hiện tại Ember vẫn là sự lựa chọn chính. Số 1 đúng không? Đúng rồi. Nhưng giữ lý của anh hay sao? Tôi thấy nó đang tại vì thật sự có nhiều bạn ở trên cộng đồng mạng cũng đang rất là thắc mắc là tại sao mà Ember đánh cũng khá là thọt ở trên top á mà cứ cho đánh hoài không cho Simon vô. Thì không biết là cái mối quan hệ của anh với lại Ember nó như thế nào. Thật ra thì cũng có một người anh của bên tôi, của tôi. Người anh ấy người anh đi trước. Cũng từng làm huấn luyện viên thì có nói với tôi là tại sao Hùng Bơ nó quýnh dở vậy đó mà mày cứ để nó quýnh hoài. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi tự tin, tôi nghĩ là Hùng Bơ nó sẽ làm được, tôi nghĩ là sẽ cho nó cơ hội nhiều hơn thì nó sẽ làm được, và cuối cùng thì nó cũng đang thay đổi, nên thành ra thì tôi nghĩ là người anh đó cũng hơi thay đổi suy nghĩ chút xíu chứ không thôi là kiểu mà cũng chì chiết nó quá cũng không tốt. Tôi thì không biết là người anh của anh là ai, nhưng mà bản thân tôi thì tôi cũng động viên Ember khá là nhiều. À anh có động viên à? Có, chứ động viên Ember. Ember, anh có động viên em không? Có đúng không? Rồi. Tôi lúc nào là tôi cũng có, hôm qua hôm kia nhắn tin động viên. Lúc nào động viên sao Ember? Động viên sao vậy? Lúc nào tôi cũng động viên là Ember nè, động viên Khải nè, động viên Spot, động viên hết tất cả mọi người. Ủa, nhưng nó còn viên em đâu. Dạ. Em đang làm tốt, em đang quan giả cho nên anh không dám. Vậy là anh thương có một người hả? Anh không thương đều hả? À, tại vì sao anh không động viên tôi? Không phải, tại vì một nó quan giả, tôi chưa dám động với nó, hiểu không? Tôi chưa dám động với nó. Ừ, nó đang. Tại sao anh không động viên Trí rồi Vinh Boy, anh động viên của mình Ember vậy? À, Trí là một cái trường hợp mà tôi cảm thấy là như thế này. Đó, ngay cả bản thân tôi là tôi cảm thấy như thế này thôi, là Trí là một cái trường hợp mà mới đánh giải là còn non trẻ, nhưng mà ở Trí có được cái sự gọi là cố gắng, nó được cái sự cố gắng. Còn ở thằng Bơ, tại sao tôi phải động viên nó nhiều, tại vì trước đó lúc mà tôi qua ban camping house bên bán hai tôi chim á, tôi ngồi tôi chim phòng đó, tôi chim nó ngồi nó coi nó cười khà khà vậy đó, thì tôi hãy động viên cho nó là tôi không có tin tưởng nó, tôi không có tin tưởng cái sự nghiêm túc của nó, hiểu không? Nên là tôi mới phải gọi là tôi ngồi động viên nó. Còn ở một Chí thì tôi thấy được cái sự gọi là cố gắng của một Chí rồi, bản thân nó cũng tự biết, nó cũng tự cố gắng rồi. Còn thằng Bơ này thì nó hên ham chơi một xíu, cho nên là tôi cũng phải gọi là kèm nó một chút xíu, anh hiểu không? Hiểu. Chứ không phải là tôi Vinh Boy, sao nó động viên Vinh Boy? Vinh Boy tại vì Vinh Boy anh cho nó dự bị nhiều quá, tôi nó chưa đánh cho nên tôi cũng chưa biết phải động viên nó như thế nào đó. Bây giờ anh kích thằng Celeste đi, hoặc là anh cho Vinh Boy đánh nhiều hơn để tôi thấy được cái gọi là điểm mạnh điểm yếu Vinh Boy như thế nào thì tôi mới động viên nó. Rồi, được rồi, tôi cũng đang làm nó thì ok vậy thì trận hôm nay anh thấy Vinh Boy thể hiện như thế nào? Ba trận có trận đầu thì hơi đuối, cá đuối một xíu thôi, nhưng mà những trận sau thì có vẻ như là tốt hơn. Nhưng mà Ballet cũng vừa mới chia sẻ trong buổi phỏng vấn là kêu là vẫn chưa có chủ động, cứ đánh theo Ballet thôi, thì cái này là cái mà gọi là nên khắc phục, nên chủ động hơn đó, kiểu vậy. Nếu với một người đi trước như anh đó thì anh có lời khuyên gì dành cho Vinh Boy không?
với một người. Dinh Boy ơi, nghe này Dinh Boy ơi. Rồi. Đó, để anh ba anh em lại khuyên nè. Rồi bây giờ tôi chia sẻ luôn với một người. Với một người mà gọi là đi trước và là một người mà gọi là cũng được gọi là quyền thoại ở dưới boss rồi. Đánh boss thì tôi biết được hết tất cả các thế các kèo. Thì tôi nghĩ là cái sự tự tin và cái sự chủ động của một thằng AD á nó sẽ tốt, nó sẽ giúp ích rất là nhiều luôn, chứ đừng có đánh bị động theo thằng support. Đó, giống như là tôi đã từng đã support rất là nhiều thằng AD rồi. Và tôi như là Celeste nè, tôi cũng đã support rồi, rất ngu. Ok, tôi hiểu điều đó, tôi biết tôi support cho nó rồi. Support đúng không? Anh cũng support cho nó đúng không? Đúng, nó rất là ngu luôn á. Tôi cũng support cho Minas, cũng không có tính chủ động nhiều. Tôi cũng support cho bên Clear AD hạng 7 đó, cũng không phải là AD chủ động, nó cứ đánh theo tôi thôi. Thì những cái người AD đó là những cái thằng mà gọi là tà dưới thôi. Nhưng mà có duy nhất một thằng mà thằng sát là cái thằng mà tôi đã từng support rồi, nó dẫn tôi đi luôn. Nó nắm đầu nó dẫn tôi đi. Đó, như chắc vậy mới là một thằng AD mà gọi là có khả năng mà gọi là trở thành như là thằng Atomic đi. Bây giờ ví dụ như là Atomic thứ hai được. Tại vì hiện tại bây giờ tôi lấy chuẩn mực AD giỏi nhất hiện tại bây giờ là Atomic. Đó, tôi chỉ lấy thằng chuẩn mực đó thôi. Đó, đưa lên. Rồi. Đó, thì cái là lời khuyên tôi dành cho Vinboy là như thế. Ok. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn nhỏ. 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 Rồi, ok, bây giờ thì lời cuối thì mọi người có muốn gửi lời gì tới anh em viewer cũng như là fan hâm mộ của BTC bọn không nhỉ? Tôi thanh đâu hàng đâu rồi tôi gửi rồi cảm ơn quý em đây Dinh Boy gửi đi Dinh Boy gửi đi cảm ơn nha cảm ơn gì cảm ơn viewer đó anh em viewer đó nghe đang chờ đồ á em cảm ơn nghe mới ủng hộ cây ăn suốt thời gian hôm qua nha qua nhà cây chở cây chở tên gì cây chở tên gì ầm bớt thằng này nó không thuộc bài rồi thằng này nó không thuộc bài anh ơi thằng Tiến không đưa cho được nó văn mẫu hay sao tới giờ nó vẫn chưa được bài rồi còn ai nữa không rồi. Còn ai muốn cảm ơn gì nữa không thôi em đi nhé nói với cảm ơn gì đâu dạ dạ bơ kẹo bơ không cảm ơn anh ba đã động viên em hả cảm ơn anh ba động viên em cảm ơn anh ba nó không động viên em cảm ơn anh ba đã không động viên giờ anh ba không động viên mới đánh được vậy chứ em cảm ơn anh ba kìa cảm ơn ba đi em cứ cười vậy ta rồi ok nhờ cái sự không cảm ơn của mọi người thì mọi người đã mất 500 đô cảm ơn mọi người đã cái gì vậy cái gì vậy có mọi người đã tham gia buổi hướng dẫn ngày hôm nay có mọi người rất là chung là cuối cùng thì nhớ là cảm ơn Tí Voi nha nhờ Tí Voi đã phải cảm ơn Tí Voi chứ đó tôi nhớ tôi để cuối cùng cảm ơn anh Tí Voi đã gửi cho team phần quà 500 đô để tôi mong là cái 500 đô đó sẽ tới cái tay của tụi tôi. Rồi ok. Cảm ơn rất là nhiều. Ngày mai đi ăn Halilao lao ha. 500 đô. 500 đô gắn tiền đi ăn Halilao lao đã luôn á. Đã luôn á chứ. Rồi ok. Bye bye mọi người. Ok. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi hướng dẫn nha. Bye bye. Bye.